Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, 1 tháng 7 năm 1822, 1 tháng 7 năm 2022. Trong 4 ngày bắt đầu từ ngày hôm nay 6 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hành trình theo bước chân cụ Đồ Chiểu. Tham dự hành trình có lãnh đạo Ủy ban nhân dân, sở ngành các tỉnh thành, đại diện thân nhân và hậu duệ gia đình cụ Nguyễn Đình Chiểu. Tôi đang có mặt tại di tích cấp quốc gia đặc biệt Lăng Nguyễn Đình Chiểu nằm ở xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Nơi đây sẽ diễn ra lễ xuất quân trong hành trình theo bước chân cụ Đồ Chiểu nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu. Hành trình sẽ đi qua 4 địa phương gồm Bến Tre, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế. Nơi đây in đậm những dấu ấn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Tại lễ xuất quân, các đại biểu thành kính lễ dân hương chân qua tại di tích quốc gia đặc biệt Lăng Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu với tâm niệm tưởng nhớ tri ân và tự hào. Qua đây, ôn lại quá trình sự nghiệp của nhà thơ, thầy giáo, thầy thuốc nhân đạo, yêu hòa bình, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu được UNESCO vinh danh vào tháng 11 năm 2021. Trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO lần thứ 41 diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp, cùng với 58 hồ sơ khác của các nước, hồ sơ kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương và hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu đã được thông qua. Đây là một sự kiện vô cùng tự hào của người Việt Nam nói chung và của những vùng đất in dấu chân cụ Đồ nói riêng. Dịp này, các đoàn tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh nghèo, hiếu học, vượt khó tại các trường mang tên Nguyễn Đình Chiểu và tặng tủ sách, tủ thuốc, quà tặng cho thân nhân hậu duệ của cụ Đồ Chiểu. Ngay sau lễ xuất quân, đoàn bắt đầu chủ hoạt động ở 3 tỉnh thành còn lại. Tại tỉnh Long An, đoàn viếng thắp hương xem triển lãm các chứng tích tại chùa Tôn Thạnh và tượng đài nghĩa sĩ Cần Chuột thuộc huyện Cần Chuột. Đây là những nơi gắn liền với sự nghiệp cách mạng dạy học, làm thơ và chữa bệnh của Nguyễn Đình Chiểu tại đất Long An giai đoạn 1859-1862. Tiêu biểu nhất là án văn bất hữu gắn liền với tên tuổi của ông mang tên Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Chuột. Cái đợt hành trình này để là mang tính giáo dục truyền thống, thứ nhất chúng ta khơi gợi dậy tinh thần yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu, phát huy những cái giá trị tinh thần, những cái giá trị di sản văn hóa của cụ Nguyễn Chiểu để lại với tư cách là một nhà thơ yêu nước. Với những cái địa điểm di tích lịch sử, những cái khu văn hóa gắn với cụ Nguyễn Đình Chiểu kết hợp với giao lưu văn hóa văn nghệ, chúng ta phát huy cái tinh thần này, đồng thời chúng ta gắn kết với các địa điểm du lịch để làm cái sự kết nối giữa Long An, Bến Tre và các cái địa phương bạn nói chung. Ngày mai 7 tháng 6, đoàn sẽ tiếp tục tham quan các địa điểm gắn với phát triển du lịch của địa phương gồm di tích khảo cổ Rạch Núi, khu lưu niệm Trương Văn Bang và cảng quốc tế Long An. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn sẽ viếng thắp hương tổ đường họ Nguyễn Đình, xem triển lãm giao lưu văn nghệ, thăm và tặng học bổng cho học sinh trường Trung học phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài việc kết nối văn hóa và những giá trị lịch sử, hành trình này còn là dịp để các địa phương từng in dấu chân cụ Đồ Chiểu có thể liên kết trao đổi các tour tuyến và sản phẩm du lịch trong thời gian tới.